Cộng đồng mạng cầu nguyện cho bé trai lọt vào trụ bê tông. Rất nhiều lời cầu nguyện về một phép màu dành cho bé trai lọt vào trụ bê tông suốt 72 giờ qua ở Đồng Tháp đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook DNP bày tỏ, đã 3 ngày trôi qua, hy vọng có phép màu. Thực tế việc cứu hộ khó hơn nhiều người nghĩ, thương quá. Tài khoản Hông Đao Ngo viết, hy vọng phép màu xảy ra với con. Trong khi đó, fanviettin.vn cập nhật từng phút diễn biến mới nhất kết quả cứu hộ bé trai đang gặp nạn. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, rất nhiều comment, bình luận, chia sẻ với gia đình bé trai và cầu mong em bình an. Chờ tin con sẽ bình an trở về, thương quá. Cố lên con trai, cầu mong lắm một phép màu. Cầu mong Phật chở che cho con, mạnh mẽ lên, giống như tên nam của con nha. Mong con trai bình an về với ba mẹ. Phần viết phong bụi của YouTuber nổi tiếng Lê Phong nhắn nhủ, Nam ơi, con hãy mạnh mẽ lên để đấu tranh giành sự sống. Tất cả mọi người đang đợi con. Nhiều group chat, nhóm trò chuyện trên các nền tảng mạng xã hội cũng không ngừng cập nhật, chia sẻ thông tin, cầu nguyện cho Hạo Nam.